Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Sama Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng đều sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng a trầu hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mười lăm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học tiếp tục bài học ngày hôm nay. Dạ con cũng không biết hôm nay sư giảng tới đây đề tài gì, nên con cung thỉnh sư cho chúng con biết được đề tài luôn. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng vác. Dạ con cung thỉnh sư, con kính nhân mít đến sư. Dạ, quý vị có nghe. Ôi, sao kỳ vậy ta? Dạ, quý vị nghe rồi ha. Hôm nay đó thì chúng ta học tiếp theo cái phần là tứ niệm xứ, là tứ niệm xứ ở trong cái đề mục hơi thở, ở trong cái đề mục hơi thở. Kỳ rồi đó là thì chúng tôi đã giảng khi mà chúng ta tu tập đề mục hơi thở, mình lúc đó với cái trạng thái là mình đã đắc được thiền, có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập đề mục hơi thở, chúng ta đạt được cái định của thiền. Bây giờ thì sẽ tiếp tục theo cái phần đó. Vậy thì quý vị sẽ lấy cái tựa là tứ niệm xứ, phần hơi thở, phần quán về hơi thở. Tứ niệm xứ tiếp theo là phần quán hơi thở. Vậy thì bây giờ trước khi bắt vào thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivadimi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṁ Namāmi Lokassanatthang Paramuttamahaṁ Buddhaṁ ca Dhammaṁ ca Vanāmāmi Saṅkhaṁ.
Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần quốc phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phút này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần tu tập tứ niệm xứ quán về hơi thở, ở trong đây đó do chúng ta có cái thời gian nhiều, thành ra chúng ta sẽ học từ từ. Có nghĩa là đối với một vị mà tu tập về hơi thở, sẽ ngồi lại một cái chỗ nào đó nó thích hợp với cái quay nghi thích hợp, rồi có nghĩa là mình ngồi bằng cái tư thế nào miễn sao mà mình cảm thấy thích hợp với lúc mà mình ngồi, có nghĩa là không có cần phải kiết già hay là bán già. Có nghĩa là do cái cơ địa của mỗi người nó mỗi khác quý vị. Ví dụ như đối với những người nào mà người ta có cái khả năng người ta ngồi được kiết già thì nó rất là tốt. Còn nếu mà mình không có cái khả năng mình ngồi kiết già thì mình ngồi bán già, miễn sao chúng ta giữ lưng cho thẳng và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đặt niệm trước mặt. Có nghĩa là cái đặt niệm trước mặt có nghĩa là chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta theo dõi hơi thở. Thì cái vị mà ngồi tu tập như vậy, chúng ta ngồi chúng ta tu tập như vậy nhiều cái nhiều nhiều lần, có nghĩa là nhiều cái thời gian đó quý vị. Khi mà chúng ta tu tập cái hơi thở vô hơi thở ra, chúng ta biết rõ như thế nào, biết rõ là cái hơi thở ngắn, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, hoặc là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài. Và chúng ta biết rõ cái hơi thở của mình khi đó nó không có bị hốc hác, hoặc là nó không có bị hỗn hển, giống như là một cái người mà chúng ta thấy rằng là khiên nặng đó, coi như là cái hơi thở của mình nó bị dồn dập, hoặc là nó bị hốc hác, hoặc là chúng ta nhìn những người mà người ta chạy đua đó, thì mình cũng biết được cái hơi thở của người ta đang bị hốc hác hoặc là đang bị hỗn hển đó. Thì một cái vị mà khi mà tu tập thì chúng ta quan sát kỹ cái hơi thở vô hơi thở ra của chúng ta nó được trơn tru, nó không có bị đứt quãng, hoặc là nó bị hốc, giống là cái người mà người ta khiêng cái đồ nặng, hoặc là người ta chạy thì chúng ta phải quan sát, chúng ta biết cái hơi thở của chúng ta là nó rõ ràng như vậy. Rồi khi mà chúng ta tu tập về cái hơi thở thì chúng ta sẽ biết được cái thân của chúng ta nó không có bị gục tới đằng trước, hoặc là nó bị bật ra đằng sau, hoặc là nó nghiêng qua nó lắc lại. Đó là cảm nghiệm thân hành ta thở vô, cảm nghiệm thân hành ta thở ra. Đó là cái cách mà mình tu tập để mà mình ngồi mình quán xét, mình biết về cái hơi thở. Thì các vị thiền sư, các vị trưởng lão, các vị nói rằng là khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập một thời gian dài, có nghĩa là chúng ta có cái sự tinh tấn để mà chúng ta tu tập, thì đến một lúc nào đó, lúc bấy giờ đó, chúng ta sẽ thấy cái nimitta, anapana nimitta, có nghĩa là cái tướng của hơi thở, lúc đó nó sẽ chói sáng khi mà giống như là một cái người mà người ta nhìn vào cái tấm gương vậy đó, lúc đó mình thấy cái hơi thở của mình ở đó nó rất là sáng. Thành ra đó người ta mới nghĩ rằng là đó là cái ánh sáng, nhưng mà thật sự ra là lúc đó là gọi là cái nimitta, cái tướng của hơi thở. Thì lúc đó tâm của mình, tâm của cái vị hành giả dán chặt vào ở trong cái
cái niêm ta đó. Thành ra đó, khi mà tâm mà dán chặt vào á, thì gọi là chi tâm, gọi là chi tâm. Có nghĩa là lúc bấy giờ tâm của chúng ta nó sẽ theo cái tướng của hơi thở, cái niêm ta, cái ấn tướng của hơi thở. Thành ra đó, tâm mình dán chặt vào ở trong đó, thì coi như là cái chi tâm của thiền đã xuất hiện. Rồi khi mà chúng ta duy trì, chúng ta duy trì cái tâm của mình trên cái nimitta đó, trên cái ấn tướng đó, thì gọi là cái chi tướng. Chúng ta biết cái chữ mà duy trì có nghĩa là mình rà sát rồi, mình theo sát rồi. Giống như là quý vị thấy rằng mình sẽ mình giống như hai cái bàn tay của mình nó chà sát với nhau rồi đó, nó chà sát với nhau, mình biết rõ được, mình biết rõ được cái lòng bàn tay của mình, cái chỗ nào mà nó chồi lên, cái chỗ nào mà nó hõm xuống gì đó, thì do hai cái bàn tay mình nó đã chà sát với nhau thì mình biết. Thì cũng vậy, lúc bấy giờ á, là coi như là tâm của mình nó duy trì trên cái anapanasamnimitta, thành ra lúc đó gọi là chi tứ quý cha rá, thành ra lúc đó gọi là chi tứ quý cha rá đó. Rồi nếu mà chúng ta có tâm có tứ rồi á, thì lúc đó quý vị biết cái tâm của mình á, nó sẽ thích thú đối với anapanasamnimitta đó. Cái tâm của mình lúc bấy giờ nó sẽ thích thú. Thích thú có nghĩa là cái chi hỷ đó quý vị, cái hỷ của thiền. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta đó mà tu tập thiền á, mà chúng ta có phát sanh những cái trạng thái đó rồi đó, là tự nhiên là chúng ta rất là hoan hỷ ở trong thiền, mà nhiều khi phải nói gọi là đam mê, phải nói gọi là đam mê. Cũng như chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình đọc một cái quyển sách gì đó mà mình cảm thấy hay, mình cảm thấy mình hiểu được, quý vị thấy mình đam mê, đam mê ở trong đó, rất là đam mê quý vị. Cũng như chúng tôi nhớ ngày xưa đó, ngày xưa cái thời mà chưa có những cái phim đầu máy, chưa có những cái phim đầu máy, có nghĩa là những cái phim video đó quý vị. Thì chúng tôi thấy rằng có những cái anh thanh niên hoặc là có những cái chú, những cái bác, người ta cầm cái quyển truyện, thí dụ như là Thủy Hử hoặc là cái chuyện của Kim Dung đồ này kia đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều khi ở trong nhà vệ sinh người ta cũng ngồi người ta đọc, hoặc là ở gốc cây hoặc là ở một cái chỗ nào đó. Thì tại sao mà người ta say mê vậy quý vị? Tại vì người ta tìm được, người ta tìm được cái vị ngọt gì ở trong đó đó, trong cái tư tưởng, trong khi mà người ta đọc, người ta tìm được cái vị ngọt ở trong đó, thành ra người ta say mê với cái sự đọc sách đó. Thì quý vị thấy rằng đối với những cái dục đó đó, mình còn đam mê còn thích thú, thì huống hồ chi mà khi mà chúng ta tu tập đề một hơi thở, mà chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi được hơi thở, tâm của mình dán áp vào được ở trong cái anapanasamnimitta đó, tâm của mình được duy trì ở trên anapanasamnimitta đó, thì hỏi làm sao mà cái sự hoan hỷ nó không xuất hiện được. Thành ra chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng là ở trong mình tu tập về thiền, đây là cái thiện pháp, thành ra lúc đó mình rất là hoan hỷ. Cái vị hành giả lúc đó rất là hoan hỷ, rất là thích thú đối với cái anapanasamnimitta đó, thành ra gọi là chi hỷ của thiền đã xuất hiện. Và khi mà chi hỷ của thiền nó xuất hiện rồi đó, mình có cái sự hoan hỷ ở trong đó rồi đó, thì quý vị thấy chuyện gì nó sẽ khởi lên, cái lạc của thiền nó khởi lên. Cái lạc của thiền có nghĩa là cái cảm giác dễ chịu khi mà chúng ta kinh nghiệm được anapanasamnimitta. Thành ra lúc đó gọi là cái chi lạc. Cái lúc đó cũng như là chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta đã kinh nghiệm được cái trải đó rồi. Thậm chí mà chúng tôi nói thật với quý vị, ở trong cái sự tu tập thiền này nó cũng rất là ngộ quý vị. Mình có một cái điều gì đó khi mà mình nói ra là tự nhiên nó mất. Mình có một cái điều gì mà khi mà mình tu tập đó, mình nói ra nó mất quý vị. Chúng tôi nhớ ngày trước đó, khi mà chúng tôi học ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long, thì quý vị biết rằng do chúng tôi ở ngoài đời,
đến 25 tuổi mới đi vào ở trong chùa để mà tu, rồi không có gặp được học về căn bản Pali, không có gặp được cũng như là cái sự mà học hành nó căn bản đàng hoàng, mà phải trải qua 3 năm đời chúng tôi công quả không biết một cái chữ Pali gì hết. Thí dụ như là Bhutan Saranang Gacchami thì lúc đó chúng tôi phải phiên âm tiếng Việt, chúng tôi tự động mình phiên âm sao mà mình biết mình đọc thôi quý vị. Trải qua 3 năm trời như vậy thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi xin được về chùa Vũ Đức ở đó, với cái sự mà hướng dẫn dìu dắt của hòa thượng ân sư của chúng tôi đã viên tịch rồi đó, thì quý vị biết lúc đó mới ở chúng tôi xuống chùa Siêu Lý quận 6 và xin lỗi Siêu Lý Vĩnh Long để học. Thì quý vị nghĩ đi, một cái tuổi đời như vậy đã bị ảnh hưởng rất nhiều ở ngoài thế gian, mà bây giờ vô chùa vừa phải công quả, rồi vừa phải học kinh tụng, rồi vừa phải học giáo lý nữa. Quý vị biết rằng nó không có một chữ nào mà nó rớt vô trong tâm, nó không có một cái chữ nào mà nó rớt vô trong tâm của chúng tôi hết. Thành ra đó, lúc đó chúng tôi mới chạy về chùa Vũ Đức, chúng tôi hỏi hòa thượng: bạch sư trưởng, con học không có thuộc, thậm chí vô sanh ni sinh nô quá đáp vô thí mu lê mà con học hoài mà con không thuộc. Rồi khi mà con nghe giảng chi pháp đó, con phải ghi âm lại rồi con mở lên con viết ra từng chữ mà tại sao mà con học không thuộc, con cũng như là bị bế tắc rất là nhiều, bạch sư trưởng. Thì lúc đó sư trưởng nói là mình công quả, bây giờ sư công quả rồi, sư ngưng cái chuyện học qua một bên, sư lo công quả, và sau cái giờ sư công quả rồi đó thì sư lên hành thiền. Sư nhớ hành thiền cái đề mục hơi thở, hít vô thở ra điểm 1, hít vô thở ra điểm 2. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi chỉ nắm một cái đề mục đó thôi, chúng tôi nắm một cái đề mục đó thôi, chúng tôi tu tập, chúng tôi tu tập một cái đề mục đó suốt, coi như là hãy mà chúng tôi rảnh là chúng tôi tu tập. Thì quý vị biết rằng một thời gian đó, chúng tôi mới phát hiện ra sau những cái lúc mà mình hành thiền xong đó, mình trở về phòng đó, thì coi như là cái tâm lực của mình nó rất là mạnh quý vị. Thí dụ như lúc đó chúng tôi muốn dọn dẹp phòng cho nó sạch sẽ, rồi chúng tôi mở sách ra chúng tôi học từ từ, trở lại từ đầu đó. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, ở đời tu đó, chúng tôi cũng tâm sự thật với quý vị. Quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, tăng sinh hoặc là những vị sư trẻ ở trong chùa độ tuổi 18 đến 30 đến 35 đi, quý vị biết sau khi mà 4 giờ sáng đó, mình tụng kinh rồi mình hành thiền xong đến 5 giờ đó, nhiều khi mình chạy về phòng đó, mình lén lén mình đi ngủ quý vị, lén lén mình đi ngủ. Tại vì cái đối với cái phiền não mà buồn ngủ á, nó đã ăn sâu ở trong tâm của mình, nó nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi cũng tâm sự thật sự quý vị, có những khi á, mình 4 giờ mà mình dậy là đã khó khăn rồi, mình ráng ngồi ở trên đó, nhiều khi quý vị biết tụng kinh mà mình nhìn không thấy cái chữ đó đâu, nhưng mà do có những vị người ta thuộc, thành ra người ta tụng được. Rồi 4 giờ tụng kinh đến 4:30, 4:30 ngồi hành thiền đến 5 giờ, quý vị biết chỉ ngồi đó rồi xong rồi nghe người ta hồi hướng chư thiên ngự trên hư không đồ này kia, rồi xong là biết kết thúc là bắt đầu quý vị biết rằng là chạy lên phòng. Nhiều khi lúc đó cái phòng nào cũng có cái võng hết á, mình đã dọn dẹp mùng mền gối rồi, sợ bị các vị giáo thọ, các vị la, thành ra đã xếp gọn cất hết rồi, có nghĩa là để tránh cho mình không có ngủ nữa. Nhưng mà lúc đó do nó mệt quá, thành ra cũng phải leo lên võng nằm tí xíu. Có người thì nằm 15 phút, có người nằm 30 phút, có người nằm đến 6 giờ kén bánh rồi chạy xuống dùng sáng ăn cơm, xong rồi khi mà quay trở lại đó, là quay trở lên ăn mà ngộ buồn ngủ, cái giấc phia mình dậy mình đờ mình buồn ngủ như vậy, nhưng mà ăn sáng xong rồi cái nó hết buồn ngủ.
lúc đó bắt đầu đi rửa mặt, bắt đầu rửa mặt rồi là sẽ làm việc, có nghĩa là chấp tác, làm những cái công quả, quét dọn chánh điện, chia công việc ra làm. Rồi sau đó là 8 giờ, 8 giờ thì bắt đầu lên lớp để mà học. Thì quý vị biết rằng ở trong cái giai đoạn đầu đó, chúng tôi 25 tuổi chúng tôi vô tu 3 năm là 28 tuổi, không thuộc được một câu kinh. Vô sanh ni sinh nô mà còn không thuộc nữa, thì bài kinh ăn cơm giác tha qua lý quá ha mà không thuộc nữa. Đó thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nhờ có sư trưởng Hòa thượng Ân Sư, ngày Hòa thượng dạy cho chúng tôi tu tập cái đề mục hơi thở đó. Một thời gian sau á, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi trở xuống phòng là lúc đó là tự nhiên tâm tư của mình rất mạnh, mình muốn dọn dẹp phòng sạch sẽ, xong rồi mình lấy kinh sách ra học. Thì từ từ chúng tôi phát hiện, từ từ chúng tôi phát hiện rằng bây giờ mình thuộc rồi quý vị, mình thuộc rồi, rồi thuộc từ từ bài kinh này đến bài kinh kia. Rồi khi mà thuộc như vậy rồi đó, lúc đó chúng tôi ngồi chúng tôi nghe ngài Hòa thượng Giác Giới khi mà giảng vi diệu pháp hoặc là giảng bài. Lúc đó chúng tôi chăm chú chúng tôi nghe không cần ghi âm nữa, chăm chú nghe không cần ghi âm nữa quý vị. Rồi sau khi nghe rồi chúng tôi biết, chúng tôi tóm tắt lại hòa thượng dạy cái vấn đề đó. Khi muốn trình bày một cái vấn đề gì đó phải định nghĩa xong rồi giải thích, giải thích xong kết luận xong là sẽ đưa một câu chuyện nào đó vô để dẫn chứng cái vấn đề mà mình đang trình bày đó. Thì quý vị biết rằng tự nhiên một thời gian, một thời gian cái chúng tôi vừa học thuộc kinh tụng, rồi chúng tôi vừa coi như là học mà hòa thượng dạy, mình nắm được, mình nắm được cái sườn của cái bài học ngày hôm đó. Thì lúc đó sau một thời gian quý vị biết không, mà mình phê, mình mừng quá quý vị, mình phê do mình tu tập như vậy đó, thành ra bây giờ mình đỡ bị, mình cũng như là đỡ bị chi phối, đỡ bị ba đồ á, có nghĩa là đỡ bị sao lãng. Thì từ cái lúc mà phe đó mất luôn người, nó mất luôn. Thành ra đó chúng tôi muốn muốn kể ra cho quý vị nghe ở trong cái bài kinh này đó, nó có cái điều nó rất là lạ. Khi mà mình nói lên cái sự tu tập thiền của mình, nó là tự nhiên nó mất quý vị. Cũng như trước trước đây á, quý vị biết rằng á, sau này á, là khi mà tu tập về đề mục hơi thở á, lúc đó chúng tôi không có cần mà phải ngồi điếm nữa, có nghĩa là hơi thở vô hơi thở ra là nó giống như là nó gõ cái beng vậy á, có nghĩa là mình ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra xong, hơi thở vô hơi thở ra xong, có nghĩa là lúc đó mình giống như là quý vị giống như là cái máy máy may nó dập vậy đó, hãy mà tới cái khúc đó là cái kim nó chọt xuống, tới cái khúc đó là cái kim nó chọt xuống. Cái hơi thở vô hơi thở ra là coi như là mình ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra mình ghi nhận rồi, cái kể cho người ta nghe cái coi như là nó cũng mất tiêu. Nó mất tiêu, là như thế nào, có nghĩa là mình tu tập cái trạng thái nó không được nữa, nó bị phóng tâm, nó bị chi phối đồ này kia. Thành ra một ngày nọ đó chúng tôi có gặp một cái vị thiền sư, chúng tôi cũng trình bày như vậy đó, thì ngài nói đúng rồi. Những cái gì mà mình tu tập á, mà mình kể cho người ta nghe đó, là tự nhiên nó bị mất à. Đó, thành ra trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày đến quý vị á, thì một người mà tu tập mình có được cái kinh nghiệm của Anapana Nimitta đó, là coi như là mình có cái kinh nghiệm của cái sự dễ thoát, thành ra gọi là cái chi lạc của thiền, cái chi lạc của thiền, mình cái cảm giác dễ chịu mà chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta kinh nghiệm được là khi mà chúng ta tu tập về cái đề mục này, nó có cảm giác, nó có cảm giác chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, thành ra cái đó gọi là chi lạc của thiền. Rồi khi mà tâm của chúng ta đó nó có sự hợp nhất, quý vị cái danh từ mà hợp nhất, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta tâm chúng ta không có lìa,
là chúng ta tâm của chúng ta không có lìa cái anapananimitta, cái tâm của chúng ta không có lìa mà chúng ta coi như là hợp nhất ở trên là cái nimitta đó, thì gọi là chi định của thiền, gọi là chi định của thiền đó. Thì như vậy là cái vị đó đã tu tập, đã đạt đến tu tập về đề mục hơi thở, đã đạt đến những cái trạng thái định của sơ thiền. Rồi khi mà cái vị đó mới biết được rằng là những cái chi thiền này đó, nó có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định đó, rồi cái vị đó sẽ quán xét cái chi thiền, biết rằng là tầm nó còn bị cũng như là nó còn thô, thành ra người ta mới vượt qua, người ta bỏ tầm, là có nghĩa là chứng đắc được nhị thiền, người ta bỏ từ từ, rồi cuối cùng chỉ còn có xả định, xả và định là cái chi đó là ngũ thiền. Thì tiếp theo ở trong cái phần này á, ở trong chú giải giải thích cái vị mà tu tập mà đạt đến định như vậy rồi thì cái vị này sẽ tiếp tục để mà luyện thiền. Luyện thiền có nghĩa là lúc này á, cái vị hành giả nó sẽ tu tập cho thuần thục, có nghĩa là thuần thục là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình muốn nhập thiền bất cứ khi nào, mình muốn nhập thiền bất cứ khi nào cũng được. Ví dụ như bây giờ chúng ta đứng ở trên cái đoạn đường, chúng ta đang đi kinh hành, chúng ta đứng lại, chúng ta muốn theo dõi hơi thở vô hơi thở ra để mà phát sanh cái anapananimitta, thì lúc đó chúng ta muốn là phát sanh liền, có nghĩa là chúng ta muốn nhập thiền lúc đó cũng được, mà lúc chúng ta muốn xuất thiền bất cứ khi nào cũng được, nửa tiếng, 15 phút, một tiếng, hoặc là nửa buổi, hoặc là nhiều tiếng đồng hồ, hoặc là mấy ngày. Thì như vậy á, là cái vị đó là sẽ coi như là luyện thiền cũng như là những cái pháp quasi đó, những cái pháp quasi là chúng ta coi như là lúc đó mình muốn nhập thiền là cũng được, mà mình muốn xuất thiền là cũng được, rồi mình muốn chú ở trong thiền, ở trong thiền mà một ngày, hai ngày, tùy theo cái sự mà quyết định của mình, đều được hết, thì coi như là cái vị đó đã thuần thục, thuần thục ở trong thiền. Rồi cái pháp mà thứ tư và thứ năm á, là có nghĩa là lúc đó cái vị đó sẽ quán xét biết được những cái chi thiền mà mình mà cũng như hồi nãy chúng tôi nói đó, tầm tứ hỷ lạc định đó là những cái trạng thái như thế nào, cái vị đó đều quán xét được những cái chi thiền đó hết. Như vậy thì như vậy đó là một cái người đã tu tập cái đề mục hơi thở mà đã đạt đến những cái trạng thái của định. Thì trước khi mà nói tiếp theo về cái sự tu tập thì ở đây chúng tôi cũng nói quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta nói rằng là mình biết như vậy đó mà mình có tu tập được hay không. Cái điều này quý vị nên nhớ rằng là có còn hơn không, có còn hơn không. Chúng ta biết được cái trình tự như vậy, các ngài chú giải sư các ngài là chúng ta biết cái trình tự như vậy, rồi chúng ta tu tập, nếu mà đời nay đó chúng ta đầy đủ duyên lành, có nghĩa là các cái nhân duyên, ví dụ như là mình là cái người tục sanh bằng tâm tam nhân, hoặc là mình tu tập có cái sự tinh tấn vân vân, đầy đủ ba la mật, thì ngay trong kiếp sống này chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta muốn, có nghĩa là những cái tầng thiền hoặc là đắc được đạo quả. Còn nếu ngay trong kiếp sống này mình không đủ nhân duyên thì coi như là nó sẽ làm cái ba la mật cho mình ở trong những đời sống sau. Thành ra nó có nhiều người ta nói không biết là tu tập ở trong thời nay có đắc không mà học những cái điều này làm chi đó. Thì thật sự ra đó là một cái điều đó nó dở quý vị. Quý vị thấy rằng ở trong thời nay có những người, tại sao mà người ta tốt nghiệp đại học rồi mà người ta vẫn còn muốn đi học nữa đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người đó, ở đây chúng tôi nói về cái pháp ở thế gian đi,
Có những gia đình đó là tại sao mà người ta hạnh phúc quý vị? À, có những gia đình là tại sao mà người ta hạnh phúc? Tại vì á là khi mà trước khi cưới đó là người ta có yêu nhau. À, nhưng mà khi mà cưới về rồi đó là người ta còn yêu hơn nữa. Thành ra chính vì vậy á mà cái gia đình nó được hạnh phúc. À, còn một số người là trước khi cưới á là có yêu nhau. Nhưng mà cưới về là hết yêu, cưới nó chán rồi quý vị. À, nó chán rồi. Thành ra đó là coi như là dần dần đi nó không còn hạnh phúc. Hoặc là đối với có những người, những bậc cha mẹ là khi mà người ta đã học xong rồi, bắt đầu có gia đình, có con cái rồi phải lo cái sự kiếm sống vân vân. Thành ra người ta không tiếp tục học được nữa. Thành ra dần dần cái kiến thức nó không còn. Dần dần cái kiến thức nó không còn. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy rằng có những gia đình người ta có vợ có chồng có con rồi nhưng mà người ta vẫn học, mà vẫn học đến chi vị, người ta tiếp tục người ta dạy con cái người ta, người ta vừa học có kiến thức cho bản thân và người ta vừa dạy con cái của người ta. Thành ra chính vì vậy á mà quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, chúng ta học á là coi như là cái này nó sẽ dính theo chúng ta ở trong đời sống này và những đời sống sau. Đời sống này và những đời sống sau. Thành ra bây giờ mình học mình không có đắc thiệt, nhưng mà mình biết được hết cái trình tự tu tập là như vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình ham ăn, mình ham ngủ, hoặc là mình mắc lo cho con cái, hoặc là mình mắc lo cho cái sự hưởng thụ gì đó của mình, nói chung là mình thiếu cái sự tinh tấn. Thành ra mình không có đạt đến những cái trạng thái đó. Đó, chứ không phải là thờ nay không có người đặt. Thành ra quý vị thấy rằng các ngài chú giải, các ngài khẳng định nếu mà chúng ta đầy đủ nhân duyên ba la mật, đầy đủ duyên lành ngay trong kiếp sống này, chúng ta đạt đến thiền định đạo quả. Còn nếu mà chúng ta không đủ nhân duyên thì ở trong đời sống sau chúng ta có cái hạt giống trí tuệ. Thành ra cái sự học này không phải là vô ích, cái sự học này rất là hữu ích. Rồi ở trong tiêu đó, khi mà chúng ta tu tập về đề mục hơi thở, chúng ta đạt được những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền gì đó, đạt được cái sự định tâm, thì lúc đó nếu mà cái vị hành giả đó muốn tu tập thêm thiền, ví dụ như là tâm từ, tâm hỷ, tâm bi, vân vân, lúc đó là coi như là điều tu tập được hết, vẫn dựa ở trên thiền hơi thở. Vẫn dựa ở trên thiền hơi thở như quý vị. Đó là nói về cái phương pháp của thiền định. Rồi khi mà cái vị đó sẽ thuần thục ở trong những cái tầng thiền định rồi, thì lúc bấy giờ đó vị đó sẽ tu tập qua thiền quán. Tu tập qua thiền quán thì lúc này tu tập qua thiền quán thì là như thế nào quý vị? Thành ra có những vị, thí dụ như quý vị thấy rằng các vị trưởng lão luôn luôn dạy chúng ta là nếu mà khi đó mà qua thiền quán đó, chúng ta phải chúng ta muốn tu tập cái đề mục thở đó qua thiền quán đó, thì lúc đó chúng ta quán cái gì? Chúng ta vẫn tiếp tục quán về hơi thở, chúng ta vẫn tiếp tục quán về hơi thở quý vị. Ở trong hơi thở đó, lúc đó chúng ta quán đó, chúng ta biết được là tại sao mà có cái hơi thở này. Tại sao mà có hơi thở này? Tại vì sao quý vị? Tại sao mà mình thở được? Tại sao mà chúng ta thở được? Tại vì chúng ta có cái lỗ mũi. Rồi tại sao chúng ta thở được nữa? Chúng ta có cái tâm mình nó còn hoạt động, cái tâm của mình còn hoạt động. Thành ra lúc đó chúng ta thở được. Còn nếu mà mình mà giờ cái lỗ mũi mình nó bị hư rồi, mình đâu có thở được. Hoặc là đối với khi mà cái tâm của chúng ta mà nó đã lìa, có nghĩa là mình chết rồi đó, thì nó đâu có thở được. Đó, thành ra chúng ta quán, chúng ta biết được những cái này. Thành ra cái hơi thở của chúng ta đó, ở trong đó nó có nhiều cái loại sắc, mà nếu mà gom gọn lại là đất nước lửa gió. Hoặc là chúng ta quán về ở trong hơi thở của chúng ta nó có 8 cái sắc bất ly, có nghĩa là cũng từ cái hơi thở đó mà lúc đó chúng ta phân biệt ra được cái gì đó mà nó nặng, nó nhẹ,
Khi mà chúng ta thở ra, thở vô, nó nặng, nó nhẹ là chúng ta biết được ở trong đó có chất đất. Cái gì mà chúng ta lúc mà hơi thở chúng ta ra vô, chúng ta ghi nhận được, chúng ta biết nóng, biết lạnh, là chúng ta biết rằng là có chất lửa. Thì những cái chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió đều có ở trong hơi thở, hoặc là những cái đó gọi là bốn đại, gọi là bốn đại. Và chúng ta biết được nữa là nó không có bị tách lìa. Bởi vì sao? Bởi vì đối với các sắc này á, là khi đó chúng ta phân biệt được bốn đại rồi thì chúng ta biết được cái gì nữa quý vị? Chúng ta biết được ở trong đó có sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và chất dưỡng tốt. Đó là trong cái hơi thở của chúng ta. Lúc đó cái vị hành giả tu tập sẽ quán xét, sẽ quán xét thấy rõ được điều này ở trong hơi thở. Đó thì bữa nào quý vị thấy ở trong người mình đó, trong cái hơi thở của mình đó, có những lúc là mình bị cảm, bị nóng sốt, cái hơi thở của mình nó khác quý vị, nó nóng lạnh, nó khác. Hoặc là có những bữa do mình ăn, biết mình ăn cái gì đó, mình ăn trúng cái gì đó, thành ra cái hơi thở của mình cảm thấy nó nặng nề, cái hơi thở của mình nó nặng nề. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái gì nữa? Ở trong cái hơi thở này có những cái sắc như vậy, rồi những cái sắc này á là nó do đâu nó sanh quý vị? Do nghiệp nó sanh, hoặc là do tâm sanh, rồi do thời tiết sanh, rồi do vật thực sanh. Đó quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, cái tâm của chúng ta có định rồi đó, thì chúng ta quán được cái hơi thở của chúng ta chẳng những mà nó có những cái sắc mà chúng tôi vừa trình bày, đất nước lửa gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, và chất dưỡng tố. Chẳng những chúng ta biết được như vậy mà chúng ta còn biết được nữa là những cái này là có cái là do nghiệp sanh, có cái là do tâm sanh, có cái là do thời tiết sanh, có cái là do vật thực, vật thực nó sanh. Đó là chúng ta biết rõ được mùng một, biết rõ được giống như là chúng ta thấy được một cái gì, một cái vật gì đó nó nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Dạ đạo tràng con hết nghe, cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn Rạng Đông. Dạ chúng con cung thỉnh thầy Đức Pháp Tính cầm mic trở lại ạ. À. Con kính dâng mic đến sư. Nói làm sao mà quý vị hết nghe rồi. Bây giờ nghe rõ lại hả? Đó là chúng tôi đang trình bày cho quý vị nghe. Một người mà tu tập về cái đề mục hơi thở đó, thì lúc đó, cái vị này sẽ biết, sẽ quán xét được ở trong cái hơi thở của mình có những cái chất như vậy. Và những cái chất đó, là có khi là do nghiệp nó sanh, do tâm nó sanh. Đó bây giờ quý vị bắt đầu mình phân biệt
Mình phân biệt được là tại sao quý vị tại vì cái hơi thở mình tại sao mình nó có thì trước tiên á là do cái nghiệp nó sanh. Quý vị thấy không, có những người hơi thở ngắn hơi thở dài, hơi thở ngắn hơi thở dài là đâu phải là do ai, do cha, mình thường thường mình nói cha mẹ do cái gen của cha mẹ, chứ thực ra không phải, không phải cái gen của cha mẹ, nhưng mà do cái nghiệp nó sanh đó. Rồi lúc có lúc đó, quý vị thấy không, tâm của mình á, nó an vui, cái hơi thở của mình coi như là nó trơn tru, nó đi ra vô trơn tru. Còn tâm của mình nó bữa nào mà nó buồn, nếu nó buồn đi thì sao, cái hơi thở của mình nó lúc bấy giờ á, nó sẽ nặng nề, nó nặng nề đó. Rồi bữa nào mà quý vị ăn nhầm cái chất gì đó, cái chất gì đó, cái hơi thở của mình nó cũng thay đổi nữa. Cái hơi thở của mình nó cũng cảm giác rất là khó thở, rất là ngộp thở, hoặc là mình ăn no quá đi, nó cũng ngộp thở đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là khi đó đó là coi như là mình biết được là cái hơi thở này do tâm sanh, ở trong cái hơi thở đó có những cái sắc như vậy, có những cái là do tâm sanh, do nghiệp sanh, hoặc là có trường hợp là do thời tiết sanh, rồi có cái trường hợp là do vật thực sanh. Rồi lại nữa, ở đây có một cái điều quan trọng nữa là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta quán về cái sắc không á, thì ở trong các vị chú giải sư, các vị nói rằng là không đủ cho mình thấy vô thường khổ vô ngã, không đủ cho mình đắc được đạo quả. Thành ra bởi như vậy đó mà cái vị hành giả phải biết, phải biết quán về danh nữa, có nghĩa là mình quán thường thuộc ở trong sắc rồi, mình phân biệt được các cái sắc rồi, thì lúc bấy giờ đó mình phải quán thêm cái danh nữa, mình phải quán thêm cái danh nữa, có nghĩa là cái hơi thở của mình á, khi mà nó vô ra, hơi thở của mình nó vô ra như vậy đó, thì có cái gì quý vị, có cái sự xúc chạm, có cái sự xúc chạm. Rồi khi mà hơi thở vô ra có cái sự xúc chạm thì lúc đó cái gì nữa sanh lên nữa, có cảm thọ nó sanh lên nữa, nó cảm thọ nó sanh lên nữa. Nãy giờ quý vị đang thở, cái sự xúc chạm gì đó, rồi cái cảm thọ gì nó sanh lên, cái cảm thọ gì sanh lên, cái vị mà tâm cận định hoặc là an chỉ định, cái vị đó sẽ nhận xét ra rất là rõ cái hơi thở vô hơi thở ra, có cái sự mà xúc chạm, thì đó là gọi là xúc. Rồi có cái cảm giác thì lúc bấy giờ đó gọi là cái cảm thọ, là sở hữu thọ. Rồi mình biết được không, mình biết được, mình biết được cái hơi thở của mình nó có mùi hay là nó có mùi hay là nó nóng nó lạnh, thì là do đâu quý vị, do sở hữu tưởng, là mình biết được. Rồi mình có cái sự mà tác ý ở trong đó không, sở hữu tư, có cái sự tác ý trong đó không, có quý vị. Rồi mình có nhận biết được không, mình có nhận biết được, mà nhận biết được là do đâu nhận biết được, do cái thức của mình nó nhận biết được. Thành ra đó lúc đó đó là chúng ta sẽ biết được là xúc thọ tưởng tư và thức. Thì trong năm cái pháp đó đó là đối với thọ đó là thuộc về thọ quẩn, và tưởng á, thuộc về tưởng quẩn, xúc và tư là cái cảm giác đó và cái sự tác ý đó là gọi là hành quẩn, nó đại diện cho hành quẩn, hành quẩn 50 tâm sở còn lại đó. Thì hai cái sở hữu này, hai cái trạng thái này nè, là nó nằm ở trong, nó thuộc về hành quẩn, và cái sự biết đó của mình là thức quẩn. Vậy thì quý vị thấy rằng là chúng ta đã phân biệt được là ở hơi thở có những cái sắc như vậy thì gọi là sắc quẩn. Rồi ở trong cái hơi thở của chúng ta khi mà ra vào như vậy, cái vị đó phân biệt được có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có thức, có thọ tưởng tư thức. Có nghĩa là bây giờ cái hơi thở mình ra vô, quý vị có cái mình biết được là do đâu, do nó có cái sự xúc chạm,
Nhà do nó có sự xúc chạm mình mới biết được, thành ra gọi là sở hữu xúc. Rồi khi mà hơi thở ra vô như vậy đó, quý vị có cái trạng thái sao, mình có cái cảm thọ làm sao đó, thì cái cảm thọ đó gọi là sở hữu thọ đó. Đó rồi mình biết được cái hơi thở của mình, cái hơi thở của mình nó dài hay nó ngắn, hoặc là nó có mùi hay nó không có mùi, vân vân. Thì đối với cái điều này là tại sao chúng ta biết được là có sở hữu tưởng là mới biết được. Rồi cái tư có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải có sự cố ý nó mới thở ra, thở vô được đó. Rồi bắt đầu là xúc thọ tưởng tư, rồi rồi cái gì, không phải chỉ hành thức là mình biết được, là cái sự biết được của mình như vậy. Thì khi mà chúng ta biết được những cái cảm giác này, lúc đó các vị hành giả sẽ biết thêm cái sự mà cảm giác hơi thở vô hơi thở ra, là cái đó gọi là thọ. Thì cái này nó đại diện cho thọ uẩn. Rồi cái sự mà nhận biết như vậy đó, cái sự mà nhận ra được hơi thở dài ngắn đó là do sở hữu tưởng, đó là tưởng uẩn. Và cái sự xúc chạm, cái xúc chạm đó và tư á, là nó thuộc về hành uẩn. Rồi đối với cái thức mà mình nhận được, định được, thì gọi là thức uẩn. Vậy thì đó là bốn danh uẩn, bốn danh uẩn cộng với cái hơi thở mình đang tu tập thì nó là sắc uẩn, nó là sắc uẩn. Thành ra chúng ta thấy rằng là đủ được, đủ được cái gì quý vị, đủ được năm uẩn rồi. Trong hơi thở ra hơi thở vô, năm uẩn, sanh lên, rồi diệt, cái sự sanh diệt của năm uẩn. Thì cái vị đó tu tập quán xét như vậy, thì cái vị hành giả nó sẽ biết được cái gì nữa, sẽ biết được, vị hành giả nó sẽ thấy rằng những cái nhân chính của cái năm uẩn này, ngũ uẩn này là do đâu? Là do vô minh, do tham ái, do sự chấp thủ, do sankhara có nghĩa là do các hành, và do nghiệp. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng á, đối với nguyên cái thân này của chúng ta do đâu mà có quý vị? Do là vô minh, do là vô minh. Như những lần trước chúng tôi đã trình bày đến quý vị đó, vô minh có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không thấy được danh pháp và sắc pháp, mà mình thấy được rằng là trước mặt mình là người đàn ông, người đàn bà, hoặc là con trai, hoặc là con gái, hoặc là cái gì đó, thành ra gọi mình là vô minh. Chứ không phải là quý vị thấy rằng là chứ không phải ai là chửi mình hết, không ai chửi mình là quý vị thấy rằng thường thường á, mà ai nói mình vô minh cái mình giận mình giận chứ không phải. Có nghĩa là bây giờ chúng tôi và quý vị mọi người đều thấy nhau bằng bằng một cái pháp tục đế, là mình kêu con trai con gái, đàn bà đàn ông gì đó, hoặc là cái gì đó, chứ mình không có nghĩ là danh pháp và sắc pháp. Thành ra gọi mình là vô minh chỗ đó. Thành ra chứ quý vị đừng có nghe người ta nói là mình vô minh rồi mình giận đó. Rồi cái sự tham ái của mình nhìn cái giờ chúng tôi nhìn ca sĩ chúng tôi thích, nói chứ mai mốt mình sanh lại ở đời á, cũng mong rằng là cái âm thanh của mình, cái âm thanh của mình nó sẽ nghe nó êm dịu, cần lớn nó sẽ lớn, cần nhỏ nó sẽ nhỏ, và cái âm thanh mình sẽ làm cho cái người mà người ta nghe, người chú ý người ta nghe. Thật sự ra đối với bản thân của chúng tôi rất là thích, và chúng tôi ước mơ nếu mà chúng tôi được sanh lại làm người mà cũng có cái âm thanh vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng kêu chúng tôi mà tụng về ân đức Tam Bảo chúng tôi tụng riết, chúng tôi không có sợ, chỉ trừ khi nào mệt quá tụng nổi thôi đó. Thành ra cái đó là vô minh rồi tham ái nữa quý vị. Mình muốn đời sống sao vậy đó, rồi bắt đầu mình chấp thủ, ấp ủ nắm giữ, ấp ủ nắm giữ những cái sự suy nghĩ đó. Nói gì chứ mai mốt là trước khi niết bàn đồ này kia, trước khi niết bàn đồ này kia cũng phải trải qua như vậy đó. Thành ra gọi là upadana. Rồi mình có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, rồi lúc đó chúng ta có gì vậy? Chúng ta có cái sự tạo tác, tạo tác rồi đến đến cái nghiệp, chúng ta
tạo tác chúng ta dưới cái nghiệp của chúng ta đó, thì mình thì phải ráng sao mình làm thiện nữa, đặng đời sau mình có được như vậy. Thì đó là quý vị thấy rằng năm nhân vô minh ái thủ rồi các hành rồi nghiệp đó, thì mình có mặt ở trong cái cuộc đời này đó. Bây giờ nói về cái hơi thở, đang về tu tập cái hơi thở đó, quý vị thấy rằng cái hơi thở của mình là phải do năm nhân đó nó tạo ra, nó không có chạy sai ở đâu hết á đó. Rồi vậy thì năm nhân ở quá khứ nó hình thành cái danh pháp sắc pháp này, nó hình thành cái thân này. Rồi ở trong ngay trong hiện tại thì mình sao quý vị, vô minh tiếp tục nữa, rồi tham ái tiếp tục nữa đó. Bây giờ là nhìn với nhau là coi như là đẹp với xấu, đàn ông đàn bà không đó, là vô minh nữa. Rồi bắt đầu mình cũng ước mơ cái cảnh giới gì đó, ước mơ người nào đó vân vân, tham ái. Rồi bắt đầu ước mơ phải có chấp thủ đó, thì có nghĩa là năm nhân này ở trong hiện tại nó sẽ tạo ra cái ngũ uẩn ở trong tương lai nữa đó. Thì lúc đó đó mình hiểu được, mình hiểu được do năm nhân quá khứ nó hình thành cái danh pháp sắc pháp này, nó hình thành cái con người này. Rồi năm nhân ở hiện tại này nó sẽ cho ở tương lai nó là như vậy. Thì lúc đó đó mình mới kết luận rằng là những cái gì mà gọi là con người hoặc là cái dòng sanh tử này là do nhân duyên nó sanh, do nhân duyên nó sanh. Rồi lúc đó chúng ta mới quán xét, nó mới khởi lên cái sự nhàm, khởi lên cái sự nhàm chán. Thì lúc đó đó thì chúng ta mới nhìn thấy được tam tướng, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì lúc đó chúng ta mới vượt qua được cái hoài nghi đó. Bây giờ quý vị thấy rằng khi nào mà chúng ta thấy được năm cái nhân đó, vô minh ái thủ rồi các hành và nghiệp nó tạo nên cái con người này đó, chúng ta thấy rõ được những cái nhân đó rồi chúng ta mới vượt qua được cái hoài nghi đó. Thì chúng ta vượt được cái hoài nghi thì sao quý vị, thì lúc đó chúng ta không có còn nghi ngờ gì cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Hãy mà có được cái hoài nghi rồi thì chúng ta không còn nghi ngờ gì đối với vô thường, khổ, vô ngã ở trong cái tâm tướng này. Thôi bây giờ hết thời gian rồi, cái không chúng tôi cũng ráng trình bày cho quý vị để quý vị dễ hiểu tí xíu. Chúng tôi cũng mong rằng cái sự trình bày của chúng tôi thì 10 phần thì quý vị hiểu được 6 phần cũng được, cũng mong rằng là vậy cũng được hoan hỷ rồi quý vị. Để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp, kỳ sau mà không có bận công việc gì đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp về cái vấn đề này. Còn bây giờ cái thời gian không có còn nhiều nữa, chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước này. Xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới cũng lôi hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ sa tu sa tu. Dạ sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích.